Cuộc sáng tác của anh Tú rất là hay, và hôm nay đã nghe lại mời Lam Trang một lần nữa thể hiện lại ca khúc của anh Tú. Xin mời Lam Trang, một sáng tác rất là hay của ông tên Quá Yêu Sinh Viên Của Mẹ. Cùng nỗi nhớ nhung chân đầy đời dần tay.